Để tưởng nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, phút tưởng niệm bắt đầu. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, chúc kỳ họp lần thứ tư thành công, tốt đẹp.